Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, như vậy là đến nay đã 1 tháng 18 ngày trôi qua kể từ khi Bộ Giáo dục có công văn khẩn yêu cầu trường Đại học Luật Hà Nội phải báo cáo về bằng tiến sĩ của Thượng tọa Thích Chân Quang, tức là Vương Tấn Việt và Bộ Giáo dục cũng yêu cầu trường đại học phải báo cáo về bộ trước ngày 26 tháng 6. Như vậy thì à, cho đến nay là 13 tháng 8, chúng ta không có nhận được những cái thông tin từ các cơ quan hữu quan thì ngày hôm nay chúng tôi đã nhận được một cái văn bản của giám đốc sở giáo dục và đào tạo thành phố hồ chí minh gửi cho ban tôn giáo chính phủ bộ nội vụ nội dung của văn bản này xác định rằng vương tấn việt không có tên trong danh sách thi tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp 3 trong cái khóa ngày mùng 6 tháng 6 năm 1989 được ký bởi phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo lê hoài nam ngày 7 tháng 8 năm 2024 mời quý vị nhìn trên màn hình và ngay sau đó thì trường đại học luật Hà Nội mới bắt đầu lên tiếng về việc ông Vương Tấn Việt chưa tốt nghiệp bổ túc văn hóa bài này được đăng ở trên tờ báo người lao động của tác giả Yến Anh vào lúc 10 giờ 37 phút ngày 13 tháng 8 năm 2024 tôi xin được trích nguyên văn bài báo này như sau liên quan đến việc ông Vương Tấn Việt, Thượng tọa Thích Chân Quang, chưa tốt nghiệp bổ túc văn hóa, Trường Đại học Luật Hà Nội cho biết sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quản lý văn bằng chứng chỉ. Sáng 13 tháng 8, trao đổi với phóng viên báo người lao động về thông tin Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản báo cáo Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ trong đó nêu rõ ông Vương Tấn Việt, tức là Thượng tọa Thích Chân Quang, không có tên trong danh sách cấp bằng tốt nghiệp cấp 3 Bổ túc Văn hóa, khóa ngày 6 tháng 6 năm 1989. Đại diện Trường Đại học Luật Hà Nội cho biết đã nắm được thông tin này vào sáng cùng ngày. Bài báo viết tiếp. Trả lời câu hỏi về hướng xử lý đối với người sử dụng văn bằng không hợp pháp, Đại diện Trường Đại học Luật Hà Nội cho hay về nguyên tắc khi có văn bản chính thức của cơ quan quản lý thì trường sẽ thực hiện các quy định theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nếu học viên sử dụng bằng giả để tuyển sinh thì các trường đào tạo và cấp bằng ở bậc cao hơn sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quản lý văn bằng chứng chỉ. Theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, đối với tuyển sinh và đào tạo trình độ cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ, trường hợp học viên có hành vi gian lận trong việc làm hồ sơ để được cấp văn bằng chứng chỉ sử dụng bằng giả trong hồ sơ đăng ký thì sẽ buộc thôi học, các văn bằng nếu đã được cấp sẽ bị thu hồi, hủy bỏ theo quy định. Nghị định số 04 ngày 22 tháng 1 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, quy định rõ tùy theo hành vi cụ thể mà người sử dụng bằng giả có thể bị xử phạt vi phạm về hành vi gian lận để được cấp văn bằng, chứng chỉ hoặc bản sao văn bằng chứng chỉ với mức phạt từ 30 triệu đến 40 triệu đồng theo khoản 3 điều 21 nghị định 04. Bài báo viết tiếp. Trước đó Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản báo cáo Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ về xác minh văn bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa của ông Vương Tấn Việt, tức là Thượng tọa Thích Chân Quang. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 Sở này có buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Ban Tôn giáo Chính phủ Bộ Nội vụ về việc xác minh quá trình học tập của ông Vương Tấn Việt. Qua buổi làm việc, Sở Giáo dục Đào tạo đã phối hợp đoàn kiểm tra rà soát toàn bộ hồ sơ gồm danh sách thí sinh tốt nghiệp bổ túc phổ thông trung học và danh sách ghi tên ghi điểm của tất cả thí sinh dự thi khóa ngày 6 tháng 6 năm 1989. Kết thúc quá trình điều tra, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận kết quả rà soát hồ sơ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của ông Vương Tấn Việt sinh năm 1959 như sau. Thứ nhất, không có tên trong danh sách dự thi và bảng ghi tên ghi điểm trong kỳ thi tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp 3 năm 1989 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Thứ hai, không có tên trong danh sách cấp bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa khóa ngày 6 tháng 6 năm 1989 của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, đó là nguyên văn của bài báo Trường Đại học Luật Hà Nội lên tiếng việc ông Vương Tấn Việt chưa tốt nghiệp bổ túc văn hóa đã được xác nhận bởi Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh quý vị nhé. Và bài báo này thì được đăng ở trên tờ Người Lao động vào lúc 10 giờ 37 phút ngày hôm nay 13 tháng 8 năm 2024 của tác giả Yến Anh. Đây là cái thông tin mới nhất và chính xác nhất từ các cơ quan chức năng. Như vậy thì qua bài báo này chúng ta đã biết rằng bằng cấp 3 bổ túc văn hóa của Vương Tấn Việt là một cái văn bằng không chính thức và nếu như vậy thì tất cả những cái văn bằng sau đó như là đại học, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ cũng đều bị vô hiệu hóa. Nếu đã được cấp rồi thì sẽ bị thu hồi theo đúng pháp luật. Và cho đến nay thì trường đại học luật Hà Nội cũng chưa có công bố những cái kết quả thẩm định về bằng tiến sĩ của thượng tọa Thích Chân Quang nhưng chỉ cần Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận rằng bằng cấp 3 bổ túc văn hóa của Thượng tọa Thích Chân Quang, Tức Vương Tấn Việt không hợp lệ thì chúng ta cũng không cần phải chờ đợi trường Đại học Luật Hà Nội lên tiếng về việc bằng tiến sĩ của Thượng tọa Thích Chân Quang có hợp lệ hay không nữa, bởi vì dù bất kỳ trong hoàn cảnh nào, nhưng nếu bằng cấp 3 bổ túc văn hóa của Thượng tọa Thích Chân Quang, Tức Vương Tấn Việt không hợp lệ thì những cái giá trị của các văn bằng sau cũng đều không hợp lệ. Đây là những cái thông tin mới nhất, chính xác nhất mà chúng tôi vừa cập nhật được. Quý vị có ý kiến gì về các loại văn bằng của Thượng tọa Thích Chân Quang, Tức Vương Tấn Việt, mời quý vị đăng ký kênh và comment ý kiến của quý vị bên dưới video này quý vị nhé. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.